để có thể gặt hái được nhiều thành tựu và trở thành một trong những girl group hàng đầu tại nền giải trí Hàn Quốc. Các cô nàng Hắc Hương đã trải qua một hành trình vô cùng gian nan, hết lần này đến lần khác bị báo chí và công chúng nghi ngờ về tài năng, cho đến những lần trở thành đầu sóng chỉ trích. Vậy ngày hôm nay, trước khi kết thúc chặng đường bombing diễn ra tại Hà Nội sắp tới, hãy cùng NHT K-pop nhìn lại những lần các cô nàng trở thành tâm điểm của chỉ trích bạn nhé. 1. Jisoo. Khi muốn thử sức ở phim hành động. Trong cuộc phỏng vấn cho tạp chí tại Hàn, khi được yêu cầu lựa chọn một trong hai thể loại phim mà Jisoo muốn thử sức trong thời gian sắp tới, thì cô nàng đã tự tin lựa chọn thể loại phim hành động. Để giải thích cho sự lựa chọn này của mình, Manvisual nhà Hắc Hường đã chia sẻ bản thân từng được một giám đốc võ thuật đánh giá là có năng khiếu ở thể loại phim này. Tuy nhiên, sau khi buổi phỏng vấn này được đăng tải, công chúng đã để lại những chỉ trích có phần khắt khe về phía nữ idol. Họ cho rằng cô nàng nên cải thiện khả năng diễn xuất của mình trước khi lựa chọn thử sức ở thể loại phim hành động, và còn chê bai về diễn xuất của cô nàng trong bộ phim đầu tay. Nhưng liệu Jisoo có đáng để nhận về những chỉ trích ác ý này hay không, khi bản thân phải lựa chọn giữa hai đáp án, mà sự lựa chọn của cô là dựa trên nhận xét từ người có chuyên môn thật sự, và có đáng hay không khi cô nàng chỉ muốn khám phá bản thân mình? Trình diễn Flower tại Coachella. Nếu như tại Coachella 2023, người hâm mộ nhìn thấy một Jisoo trình diễn với 100% năng lượng, thì với cộng đồng mạng xứ Trung, Manvisual lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Họ vô tư để lại những nhận xét vô cùng khắc khe, cho rằng cô nàng nhảy đơ, khả năng hát live không tốt trong sân khấu solo đơn giản và chỉ thích hợp để đứng im chụp ảnh. Nhưng đằng sau Coachella rực rỡ ấy, Jisoo đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để hoàn thiện bản thân, và trong suốt 2 tuần tại Coachella, cô nàng đều rất ít khi bỏ sót live hát của mình, thậm chí khiến nhiều người trầm trồ với những màn lên 2 nốt cực mượt. Tuy nhiên, có vẻ nhiều người đã không nhìn vào sự cố gắng của Jisoo trước khi đẩy cô nàng lên đầu sóng của chỉ trích. Họ bình phẩm tiêu cực về Jisoo vì hát hụt hơi trong solo cá nhân hay nhảy cứng, bất chấp cô đã biểu diễn bằng tất cả năng lượng xuyên suốt trong tất cả các bài hát nhóm. Vậy, Jisoo có đáng để bị chỉ trích thế này hay không? 2. Jennie. Đóng phim The Idol. Năm 2023 này, lần đầu Jennie thử sức ở vai trò diễn viên, nhưng đây cũng là năm kéo cô nàng vào vô số những chỉ trích. Khi nghe tin Jennie góp mặt trong bộ phim bị dán mác 18+ The Idol, kể cả khi bộ phim chưa được phát sóng, nhiều người đã ra sức chỉ trích cô mà không hề có sự phân biệt rạch ròi giữa diễn xuất và thực tế. Họ nhanh chóng bình phẩm tiêu cực về nhân cách của cô chỉ vì cô đã nhận một vai diễn trong phim. Và khi những tập phim dần được hé lộ, chỉ trích hướng về cô nàng lên đến đỉnh điểm, vì bộ phim nhận được vô số những nhận xét tiêu cực từ phía nhà phê bình, và vì cô có những biểu cảm quá đà trong cảnh nhảy gợi cảm kéo dài chưa đầy 1 phút 30 giây, hay qua một câu thoại có phần tục tiểu trong một bộ phim Mỹ. Vô số những nhận xét tiêu cực này khiến Jennie trở thành nhân vật chính trong những lời chỉ trích đầy ác ý. Dù có vô số những nhận xét tiêu cực về Jennie, nhưng chúng mình tin rằng nhân cách của một con người không thể hiện thông qua vai diễn mà người đó lựa chọn. Cho nên, bất kỳ chỉ trích về nhân phẩm của nàng Mando qua vai diễn lần này liệu có quá chủ quan? Biểu diễn hời hợt. Sau khi concert tại Hồng Kông diễn ra, Jennie lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng xứ Trung, do cô nàng đã nhảy hời hợt và không khuấy động không khí tại đêm diễn này như concert tại trời Tây. Không lâu sau đó, họ thậm chí tràn vào tài khoản Instagram của Jennie rồi ra sức sát mạt cô nàng bằng những bình luận ác ý, cho rằng nữ idol đã có sự phân biệt khán giả. Nhưng nhìn lại các sân khấu bombing của Jennie tại châu Âu, khi cô nàng cố gắng khuấy động sân khấu thì lại bị một bộ phận anti chỉ trích vì đang cố gắng chiếm spotlight của các thành viên khác. Những vũ đạo sexy làm khán đài bùng nổ của cô nàng cũng trở thành đề tài chỉ trích của nhiều người. Để rồi khi đến với concert Hồng Kông, một thị trường châu Á chưa quá cởi mở, main rapper đã không thể hiện hết phong cách phóng khoáng của mình. Nhưng điều này lại lần nữa kéo cô nàng trở lại với biệt danh Lazy mà một số bộ phận anti gắn ghép xuyên suốt thời gian qua, khiến Jennie lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích, liên tục phủ nhận tất cả những cố gắng của main rapper trong suốt chặng đường và chỉ công nhận sự thiếu kinh nghiệm của Jennie qua những đoạn clip ngắn được cắt ra. Đó có lẽ là tất cả những gì mà anti-fan nhìn thấy. Rời sân khấu Melbourne. Được biết đến là thành viên có thể trạng yếu nhất của Hắc Hường, trong concert Melbourne, Jennie đã đột ngột rời sân khấu do sức khỏe không đảm bảo. Khi người hâm mộ đang lo lắng cho tình hình của nàng Mando, thì anti-fan lại nhắm vào việc này và lần nữa cho rằng cô nàng lười nhác, lấy lý do sức khỏe yếu để làm bia chắn cho sự lười biếng của bản thân. Và bất chấp tất cả để chỉ trích cô nàng khiến Kapling vô cùng phẫn nộ. Vì kể cả khi nữ idol đã không thể tiếp tục biểu diễn, thành phần này vẫn kéo cô nàng vào những chỉ trích không đáng có.
Sở dĩ như thế là vì trong khi chuẩn bị cho concert Osaka diễn ra trước Melbourne một tuần, Jennie cũng đã không khỏe nên phải truyền dịch để có thể xuất hiện trên sân khấu. Và dường như tình trạng sức khỏe này vẫn tiếp tục kéo dài. Đồng thời, dù các staff đã cho hay main rapper đã nôn ói không ngừng trước khi lên sân khấu, thì nhiều anti vẫn không chấp nhận và vẫn chỉ trích cô nàng lười biếng một cách vô lý. 3. Rosé. Chụp hình với background nhạy cảm. Vào tháng 3 năm 2021, Rosé đã đăng tải một bức ảnh của mình trên trang cá nhân Instagram và đây cũng là nguyên nhân khiến cô nàng trở thành tâm điểm chỉ trích tại Hàn Quốc. Lý do không phải vì main vocal có những hành động thiếu chuẩn mực trong ảnh, mà là vì background ngay phía sau. Đó là trang bìa của tạp chí Rolling Stone được phát hành năm 1993. Bức hình chụp một nữ ca sĩ đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm. Chính điều này khiến Rosé không được lòng các netizen lớn tuổi tại Hàn và gay gắt yêu cầu cô nàng phải gỡ bỏ bức ảnh này khỏi trang cá nhân vì tại quốc gia Đông Á như Hàn Quốc thì những tư tưởng cởi mở hầu như khó có thể được chấp nhận. Song vẫn có ý kiến cho rằng đây là bức ảnh của một tạp chí được bày bán công khai và Rosé không đáng để nhận về những ý kiến trái chiều như thế. Hẹn hò với nam diễn viên. Vào tháng 4 năm 2023, qua một bức ảnh bạn bè hội họp được cựu giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Burberry đăng tải nhưng lại nhanh chóng bị xóa đi, đã kéo Rosé vào vô số chỉ trích khi dính nghi vấn hẹn hò cùng nam diễn viên Kang Dong-won lớn hơn cô nàng 16 tuổi. Bất chấp thông tin chưa được xác thực, nhiều người đã nhanh chóng kéo nhau chỉ trích main vocal, cho rằng cô không xứng đáng vì tư tưởng phân biệt đẳng cấp rằng idol luôn thua kém diễn viên tại Hàn Quốc. Và đến khi búa rìu dư luận bổ vào Rosé đã vượt quá giới hạn, công ty chủ quản YG cuối cùng đã đưa ra lời phủ nhận về tin đồn này. Sử dụng chất cấm. Tại xứ sở Kim Chi, sử dụng chất cấm là tin đồn có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của một nghệ sĩ. Nhưng không may, điều này lại xảy ra với Rosé cũng trong năm này. Ngay sau tin đồn hẹn hò với diễn viên bị dấy lên, tin đồn chất cấm cũng nhanh chóng bị haters phát tán liên tục. Bởi động thái xóa ảnh vội vàng cùng những thanh gạch trắng trên bàn hay chiếc gạt tàn màu đen được cho là dụng cụ được dùng để sử dụng chất cấm. Tin đồn ác ý thiếu căn cứ này khiến Rosé trở thành miếng mồi ngon cho các anti-fan thay nhau xấu xé và bị đặt rằng đó là lý do cô nàng luôn gầy hơn so với các thành viên nhóm. Hay thói quen thường xuyên tẩy tóc của Rosé là nhằm tránh việc xét nghiệm chất cấm của mình. Điều này thật sự khiến các Blin trên toàn thế giới phẫn nộ trước kẻ núp sau bàn phím đã tung ra tin đồn này và yêu cầu YG phải có biện pháp xử lý nặng nề để bảo vệ sự nghiệp và danh dự của đóa hồng Úc. Nhưng đến khi công ty chủ quản đưa ra thông báo về sự việc sẽ giải quyết vụ việc này bằng các thủ tục pháp lý, thì những chỉ trích về phía nàng Rosé mới có xu hướng dừng lại. Và có thể nói, đây chính là tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến nàng Sóc tính đến thời điểm hiện tại. 4. Lisa. Chụp hình cùng V, BTS. Đều là đại sứ thương hiệu danh giá của Celine, nên bộ ba Lisa, V, BTS và Bubblegum chắc chắn không tránh khỏi những tương tác với nhau trên mạng xã hội. Và đây cũng là lý do khiến Lisa bị chỉ trích trong năm 2023 này. Cụ thể, sau khi cả ba cùng tham gia sự kiện của Celine tổ chức tại Hàn Quốc, V đã đăng tải hình ảnh chụp chung của cả ba lên trang cá nhân Instagram của mình và khóa tính năng bình luận. Khi thấy Lisa là nữ idol đầu tiên được xuất hiện trên trang cá nhân của anh chàng, một bộ phận haters đã tràn vào Instagram của Lisa để công kích cô nàng và để lại vô số những bình luận khiếm nhã. Điều này khiến Kaplan vô cùng phẫn nộ và nhanh chóng xoa dịu cô nàng bằng cách gửi đến cô những lời động viên trước thềm Coachella để những bình luận ác ý kia nhanh chóng bị trôi đi. Qua đó có thể thấy rằng sự công kích từ phía haters chưa bao giờ là có giới hạn, bất chấp đúng sai chỉ để thỏa mãn sự thù ghét và độc hại của mình mà thôi. Xăm hình. Tháng 3 năm 2023, sau khi xuất hiện trên tạp chí Bazaar và để lộ hình xăm hoa nhung tiết phía trái mạng sườn, Lisa đã nhận về rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là phía netizen Thái. Lý do là vì một số người vẫn còn có nhiều định kiến về việc xăm hình, cho rằng cô nàng là idol toàn cầu thì cần phải giữ hình tượng để có thể làm gương cho các fan ở nhiều lứa tuổi. Kể cả khi nó mang ý nghĩa tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng không nên xăm lên người. Nhưng hiện giờ, nhiều người đã có cái nhìn thoáng hơn về hình xăm nghệ thuật. Chúng chẳng thể nói lên nhân cách của một người và việc đánh giá ai đó chỉ bằng một hình xăm là quá phiến diện. Dù biết rằng hành trình thành công của Hát Hường chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng qua những lần các cô nàng hứng chịu chỉ trích không đáng có từ dư luận, chúng ta mới có thể thấy được sức chịu đựng phi thường của bốn cô gái nhỏ. Không một lần thanh minh cũng chẳng đáp trả gay gắt, mà chỉ im lặng cống hiến hết sức mình cho những người luôn yêu thương. Và hy vọng thời gian tới đây, các cô nàng sẽ có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn nhất trước khi đáp chuyến bay đến Hà Nội và quẩy hết mình cùng Blinks Việt Nam. Còn các bạn nghĩ như thế nào về video này? Hãy để lại bình luận cho tụi mình được biết với nhé!
Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận về những thông tin mới nhất từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!